Mình có nhầm không nhỉ? Tại sao lại có nick gió ở đây nhỉ? Mà lại có cả nick anh Mạnh ở đây luôn nữa. Mà bây giờ là 4 giờ sáng rồi. Bị lag hay là bị... sao vậy? Chào anh Phập nha. Ủa sao hôm nay cam bữa nay nó da nó cứ vàng vàng ấy. Ôi giời ơi, chưa kịp chải đầu lung tung hết cả lên chết rồi. Làm nào đây? Chào Hiếu. Ủa mà mấy người này treo nick trong room hả? Xin chào linh hồn của biển. There's a girl, but I let her get away. Chào Hưng nha. Cho hỏi là ghế 1 hay là bị lag nhỉ? Để em tắt đi bật lại xem nào. Vẫn là từng đầy ghế, chứng tỏ là không lag rồi. Gió đang ở trong room là gió rồi. Gió là lại còn duy mạnh nữa. Gió ở ghế 1 á. Ủa thế vị của em bị ấm sao à? Chào Hiếu nhá. Mà tưởng đi đâu có thời gian vô xem talk mà hôm nay vẫn vô hả? Hôm nay thích xem vậy à? Wow, đi du lịch mà tinh thần vẫn cao ghê. Mọi người có thấy gió đang ở ghế 1 không? Chính xác đúng không? Gió ở ghế 1 và anh Mạnh ở ghế 4 đúng không? Linh không nhìn nhầm đúng không? Hay là talk của em bị lag? Xin chào bé Milo. Không biết luôn. Xin chào tiểu dạng, à tiểu dao. Xin chào Kuli, baby. Đâu, kem đâu. Mà lên là phải lên 10 cây á, lên 1 cây chi. Linh như thế này là xinh nhất á. À thì cứ phải mà tạ tựa bù xù xấu xí nhất thì mới gọi là ok đúng không? Chưa gọn gà. Thôi, phải người ta phán là kiểu lôi thôi lộn thộn bày hay. Mà hôm nay đi về tóc chả hiểu ra chổng ngược chổng xuôi lên. Không phải là chưa gội đầu đâu, vừa gội tối đêm qua. Hôm nay là linh tay. Chào cả nhà nhé, mọi người ai chèn theo dõi cho Linh thì nhấn theo dõi cho Linh ở bên trên nhé. Nhớ lên hoa free với 5 sao cho điện thoại và lên quà cho Linh. Dạo này là hơi bị nhiều show thế đấy nhá. Bản wannabe này nghe khác vậy. Không phải vừa thấy gió vào mà là gió vẫn đang ở ghế 1 mà trời. Hay là ngủ quên rồi.
đó ơi. Hay là đang lén lút đeo tai nghe ở trong nhà vệ sinh nhỉ? Không, hôm nay thì sao lại có thời gian online đêm được, hôm nay người ta phải động phòng tân hôn chứ nhỉ? Đó là hai vợ chồng ngồi đếm phong bì. Hôm nay quá mệt rồi cho nên là chắc là treo nick, định chắc là định xem đó nhưng mà không chờ được cho nên là ngủ trước luôn rồi. Không, nếu mà gió, tính của gió thì không phải người thích núp đâu. Gió mà ở trong room thì gió lên tiếng ngay, trừ khi là một là bận, hai là ngủ quên thôi. Chứ gió không phải là người thích núp đâu. Xin chào thiếu gia nha. Gió kể cả có đi giao hàng thì cũng phải oang oang cái mồm lên ngay. Bài gì bây giờ nhỉ? Người thích nghe bài gì? À lại còn để nút thử à? Cảm ơn thiếu gia nhá. Mọi người ấn theo dõi Liên Hoa Free vẫn đang xa cái điện thoại và anh quà cho Linh nhá. Hát bài gì nhỉ? Mọi người thích bài gì? Nhạc như thế nào? Chú hỏi thì cũng tránh mấy cái bài hôm qua, chiều qua vừa hát ấy. Chiều nay Linh tiếp tục có show bên Room 77 là lúc 15 giờ mọi người nhá. Bài nào cũng được à? Bài gì nhỉ? Tuần trước thôi. Không, bài đó chẳng biết là bài gì á. Bây giờ linh hồn của biển là ngồi canh vớt à? Tí nữa lại nhầm thành một luôn, một sao luôn ấy, ngồi đấy mà nhầm. Of all the lions and the meat, a tree and his gold, Hercules and his gear, Spider-Man's control, and Batman with his fist, and clearly I don't see myself upon the lid, but she said we wanna go, I'm not sure what no risk, I'm not looking for somebody, but some poor human give, some super. Something just like this. Do 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 do. Just think I can turn to somebody I can miss. I want something just like.
just like this. What you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody, some superhuman gifts, superhero, some fairy tale wish, just something I can turn to, somebody I can kiss, something just like this. Oh, I want something just like this. Tương tác là like ảnh, thả tim các thứ à? Kỳ quá, bút xuôi bút ngược vẫn không thấy nó ưng. Thôi có sao, để vậy mọi người bỏ qua đi nha. Mái tóc nó đang tinh trả theo. Mọi người ai chuyển theo dõi cho Linh thì nhớ ấn theo dõi ở bên trên nhé. Mọi người lên Hoa Free vẫn 5 sao điện thoại và đến quà cho Linh. The one who loves you. Đấy hôm nó chẳng, nó kiểu phản chủ ấy. Linh ta anh tinh. Em ơi, bây giờ có một ngày mà Linh tóc Linh dài đến đây nhỉ. Ôi, chắc là nhìn ghê là. Tương tác thì phải tách chat nhiều lên nha. Ngoài ra thì cũng nhớ chăm like ảnh cho idol. Suốt ngày kêu kết bạn với cả ấn theo dõi mà ảnh lèo tèo có vài trăm like. Em ơi, không hiểu mấy cái người theo dõi người ta làm gì á. Group thì Linh cũng quen rồi, tại vì mọi người đôi khi là mọi người bận ấy, mọi người chỉ cần xem cái tin đấy là mọi người biết rồi, tại vì mình có cái phần mà những người đã xem mà. Còn like thì kệ đi, tại vì mình đâu có câu like trong group đâu, mình chỉ cần cái thông tin thì đến với những người cần đến là được rồi, gọi là cho là thông báo. Còn bình thường thì thật ra thì có bao giờ lên đủ được đâu ấy. Linh cũng hay báo gấp này, xong cũng giờ nó cũng hơi hoàng đạo tí, cho nên nó cũng khó, nhưng cũng thông cảm mà, không vấn đề gì cả. Thỉnh thoảng thì lại lọc group một lần. Linh thì Linh cần chất lượng chứ Linh không cần số lượng, tại vì đông người cứ đòi ad vào đấy, trong một thời gian không có tương tác, không có xem show ấy là Linh kích hết. Hát bài chờ tí nhá, đi tìm vài trăm là ấy, đôi khi chỉ còn hơn trăm ấy. Ôi chán vãi, không hiểu mọi người hack hay là mọi người làm thế nào mà tương tác mọi người tốt thế. Mà rõ ràng là có những người nhá, follow người ta không bằng mình ấy, nhưng mà ảnh người ta like gấp mấy lần mình. Cái đấy thì đối với Linh nó không quá quan trọng, tại vì nhưng mà kiểu mất công up được cái ảnh thì tất nhiên là nhiều like mình vẫn thích hơn, đúng không? Xong mình cũng không hiểu là người ta cứ follow mình làm cái gì trong cái đó. Những cái bài mình để public ấy, thì người ta cũng chẳng like. Eo ơi, nên là kiểu Linh cũng hết động clip lên trên Facebook rồi, chán lắm, chả ai like, chả ai share. Ok, đi ngủ đi nha. The one who loves you, Linh không biết hát. Bài gì nhỉ? Đúng rồi, nên em mới bảo là không hiểu là mọi người làm thế nào để có thể tương tác, tăng cái độ tương tác của mình để cái bài của mình nó hiện lên new feed của người như thế. Hoặc là hack. Đa số idol talk là sẽ hack. Nhưng mà Linh thì không muốn mất tiền vào mấy thứ vô bổ.
Nhiều lắm, idol thao hay nhiều kinh khủng luôn. Để tìm có bài gì hát hay. À thì hóa ra là lên để hóng show của Nhu chứ không phải là nhóm hóng show của Linh à? I lay my love on you. Đó có phải là dại hay không? Việc này nó cũng chả xấu, tăng tương tác là tốt nhưng mà mình không cần đến mức đấy ấy. Nó không đáng. Just a smile and the rain is gone. Reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can't really believe that, yeah. But there's an angel is calling me. Reaching for my heart. I know that I'll be okay now. This time is real. Thật đấy, nói linh tinh ý thôi. Chứng nào thật đấy à? Lâu lâu không bảo lại nói tào lao á. Một bài rất quen. As long you love me. Trời ơi, tóc. Tóc sao này?
always been a friend of mine. I'm living my life in your hand. People say I'm crazy and that I am blind. People all in the dance. How you got me blind is your mystery. I can't get you out of my head. People say I'm striking history. As long as you're here with me, I don't care who you are, where you're from, what you did. As long as you love me, who you are, where you're from, don't care what you did. As long as you love me, every little thing that I've said and done feels like a tear within me. Ooh, ooh, doesn't really matter if you're on the run. It seems like we're meant to be. I don't care who you are, where you're from, what you did. As long as you love me, who you are, where you did. As long as you love me, yeah. Bị linh tinh như này. As long as you love me, I try to hide it and no one knows. But I get it show when you look into my eye. What you did and where you coming from. As long as you love me, baby. Ooh, ooh, yeah. I don't care who you are, where you're from, what you did. As long as you love me, who you are, where you're from, don't care what you did. As long you love me, who you, where you're from, what you did. As long as you love me, who you are, where you're from. As long as you love me, who you are. As long as you love me, what you did. As long as you love me. Không, em để nick là Mel thì chị việc gì chị phải mở chat cho em. Một là nhờ người khác, hai là lên quà đi rồi nói chuyện nhá. Riêng Hưng thì không có chế độ đặc biệt và người thân người quen nào hết. Lấy vào show mình gọi mình là chị yêu mà lại để tên là Mel. Oh, hay quá vậy. Mọi người nhấn theo dõi Liên Hoa Free bất âm sao trên điện thoại và lên quà cho Linh nhá. Hình như là nãy giờ chả hay tặng quà với mình ấy. Chán. Thôi nghe nhạc một bài nhá. Cho mọi người nghe bài này rất hay. Không biết là có ai nghe chưa. Ơi, làm sao em xem như vô thừa. Dù dù có khi lầm chợt nhớ đến anh mà đôi tay vẫn chẳng thể nhớ. Mọi người nhớ là chiều nay 3 giờ Linh có show Bedroom 77 nhá. Hôm nay Linh có 2 show nhá. Một tuần 7 ngày mà mỗi ngày thứ 2 show là vui rồi nhỉ. Một tuần 14 show.
ngủ thì phải dậy đi chứ, khiếp 3 giờ chiều còn ngủ nghe cái gì nữa. Đêm như sầu thêm, mình mang từ đâu là mong thơ vơi từ lúc mình cậu em. Ngon giấc mơ đêm qua bao lốt đi em qua, giật ánh lên nắm chi và giờ lòng mình nhớ. Bài này ngắn vãi, bài này có 2 phút 57. Như cà phê đắt anh đã quen khoe mỗi ngày, chân vẫn cứ bước đi. Thế à, thế chắc là chỉ quen nghe nhạc Hoa Vinh thôi đúng không? Khi tôi kịp buồn lại nói câu, lấy con tim heo úa vẫn luôn chờ mong. Nâu bằng ta rời phai theo mưa cô đơn bên bờ sông. Cầm cô ra khơi nhưng chỉ đưa ta tới nơi ta đang muốn xa. Cứ phải Trịnh Bình Quang hay là Hoa Vinh hay là Châu Hải Phong mới nghe thấy hay đúng không? Khổng Diên Hưng yêu cầu thì mình lại chẳng thích hát thôi. Chà mít hụt nhá. Hôm nay mọi người có thích đọc radio không? Trời ơi, lúc đấy mày không hoạt động được gần năm rồi. Thế là trước hay vào nghe mà lại không bao giờ gặp mình à? Tất nhiên, room 68 nó cũng như room 11 ấy, toàn là tuyển chọn người hát được rồi mới được vào. Chứ không phải là idol nào cũng mới được. Thế mà lại chả bao giờ gặp nhau à? Mình bám trụ ở cái room 68 ấy quá nhiều, có ngày còn 2 show 68 cơ. Kiểu room 68 nó là tiền thân của room 11 ấy. Mình không biết hát tiếng Hàn. Thế à, Hiếu vào chắc Hiếu nghe Hiếu ngủ gật ra đấy. Và hai room nó đều đến một cái cục như nhau là hoạt động không được bao lâu thì lại tàn. Một chiều thênh thang về con sóc cha. Dịu dàng nhìn con thuyền.
Bài này tên là Bài ca tình yêu của Đinh Mạnh Ninh. Nhớ chưa? Bài quá hay luôn. Em tại sao những cái bài như thế thì nó không nổi mà lại mấy cái bài của Châu Khải Phong với lại Hoa Vinh lại nổi đình nổi đáo được xếp hạng nhỉ? Khác gu của mình, khác gu của đại chúng. Kiểu nó văn minh ấy. Nó không bị thị trường. Nó vẫn nhẹ nhàng nhưng mà nó lại dễ nghe văn minh. Mỹ Linh á, nói chung là nhạc kiểu diva quá thì thị trường không thích đâu. Nhạc đấy là nhạc kiểu Hàn Lâm, nhạc Bác Học. MTV thì nổi đúng rồi, không có gì bàn cãi. Nơi đây hát nhiều mưa nhá. Bài song ca của em FYU với Mỹ Linh. Thôi mà hát một mình cũng được. Hình như bài này không có biết à. Toàn lyric này không có beat, chán thế. Bài Nhớ Mưa không có beat rồi mọi người ạ, toàn beat bán một phút thì nói làm gì. Chán nhở. Bản quyền đè á. Thôi hát thì hát chứ còn không thì nghe nhạc chứ. Hát đè làm gì.
Chiều nay mọi người nhớ show của Linh nha, 3 giờ. Nhắc cho đỡ quên. Thôi mình sẽ cho mọi người một bài này. Bài này thì không thị trường lắm đâu, nhưng mà nếu mà ai nghe nhạc cô Mỹ Linh ngày xưa thì sẽ biết. Đâu không có biết luôn đấy hả? Gì kỳ vậy? Có một cái video tiêu đề beat bài này, nhưng mà tôi đến giây thứ 44 rồi và nó không có tiếng một tiếng gì ở lừa đảo à? Hình như mấy cái bài của Mỹ Linh là không có beat hay sao. Chào Khánh nhá, chào Fenter. Trời, sao mình cứ muốn hát bài gì là bài đấy lại không có beat vậy. À đây có, nhưng không biết có chuẩn không đây. Hôm nay sẽ cho mọi người nghe một mấy bài cổ nhé. Biết này chắc biết phối rồi. Xong nó lại tè nhạc theo ấy. Cũng có thể không cho phát hành trên YouTube. Tựa như một giấc mơ dài.
Người hát từng giây phút muốn có anh, là phút giây em cần anh phóng về. Trọn vẹn từng đêm em bên anh, nâng niu ấm nồng những buồn vui, và em lại có anh ấm áp kề bên. Từng giờ sống em mãi mà giờ những năm say bên nỗi đau, vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ, vẫn muốn bên anh ấm nồng tựa như một giấc mơ dài có nhau, tựa như một giấc ở đây chắc là nghe mình hát live chắc chỉ có anh Winterfell thôi. Đúng rồi, hát hết sức. Nói chung là trên talk thì không bao giờ Linh hát được 100% đâu. Lúc nào cũng phải ém lại. Chiều em có nhá, 3:07 anh nhá. Thế thì hôm nào muốn nghe Linh thì Linh sẽ không public nơi làm đâu. Hôm nào muốn thì có thể inbox cho Linh thì Linh sẽ nói chỗ. Chủ nhật với cả thứ hai thì nên đi, tại vì chủ nhật thứ hai Linh làm. Nếu mà muốn hỏi thì inbox nhá. Nhưng mà Milo có ở Hà Nội đâu? Có ở Hà Nội không nhỉ? Ông kia vào đây bán beat tôi không quan tâm đâu. Ở Ba Đình hả? Ở xa quá ha. Thế thì xuống chỗ mình làm hơi xa đấy. Tại vì Linh không có hát chỗ nào gần Lăng Bác à? Hồi mấy tuần trước thì cũng có hát trên phố cổ, nhưng mà mới nghỉ quán trên đấy thôi. Linh còn 15 phút nữa hết giờ nhá. Hôm nay giọng làm sao ấy? Hay là hồi tối ăn uống cái gì vào bây giờ giọng nó có bị sức sướp. Nghe mọi người thấy đấy, nói nó cũng bị kiểu khào khào ấy. Em ơi, bây giờ anh Winterfell không biết là anh ấy đi xem bao nhiêu đêm nhạc của Linh người nữa, nhưng mà mặt anh ấy Linh còn chưa biết, toàn núp thôi. Nghe một bài già già nữa nhá. Gì nhỉ? À rồi, bài này của Hồ Kình Hương. Bài này ngày xưa là nhạc phim gì á. Toàn núp xong. Không thích núp đâu. Em có hát phòng trà Hà Nội nhá. Hát EDM là bài gì? Không, em giọng em nó tùy hôm. Chắc hôm nay kiểu đi ăn liên hoan gào thét hơi nhiều. Biết anh
toàn nhạc cổ đúng không? Mọi người mà nghe về idol khác ít 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 ai hát cho mọi người mấy bài kiểu này đó. Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp, nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ. Và đừng cho em những nỗi đau vô bờ, chờ anh đến xóa hết những đau thương. Ước mơ trong đêm có ai đâu ngờ, đôi khi sớm quá xa rồi. Vẫn mong một ngày nắng lên xanh người, ta bên nhau say đắm. Biết anh bây giờ chắc vẫn mong chờ. Không thích thì có thể không nghe mà. Gu của Linh chứ không phải là gu của mọi người. Ngày xưa để ý là những bài lời nó rất là ngắn, nhưng mà ca từ nó rất là cô đọng, xúc tích, trau chuốt và ý nghĩa mà là hay ý. Đặc biệt là nhạc của chú Đức Chí. Đọc bài vừa rồi cũng của Đức Chí đấy. Còn 10 phút nữa nhá mọi người nhá. Chứ Linh cũng không thể hiểu. Nói chung là mọi người muốn thì Linh vẫn hát cho mọi người nghe thôi. Ví dụ như mấy cái bài ở Hoa Vinh hay là Châu Khải Phong gì đấy Linh vẫn hát thôi. Nhưng mà Linh hát vì mọi người thích chứ không phải Linh thích. Linh không hề thích một tí nào. Và đặc biệt là trong show của Linh sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của nhạc Trịnh Đình Quang là một. Trịnh Đình Khoang Quang mấy cái kiểu nhạc nhạc xến, nhạc nhạc hội chợ, nhạc miền Tây á là nổi. Không xem thì đi ngủ đi. Ai khiến xem làm gì rồi lại mắc công kêu không thích. Không thích thì có thể mute tiếng lại. Còn 8 phút nữa nha. Mọi người nhớ chiều nay show của Linh nữa nha. Vỗ tay hẳn luôn. Vẫn biết anh đang kế bên, mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thế. Trái tim em vừa nghe thật đến những rung động, trong lòng em còn vẹn nguyên bối rối. Giống như khi đã ta quen nhau lúc đầu, và em muốn từ đây thời gian mãi để em đây được yêu mãi người. Đừng rời xa em. Thank you.
trong lòng em còn vẹn nguyên bối rối. Giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu, và em muốn từ đây thời gian ngắm mãi để em yêu được yêu mãi người. Đừng rời xa em nhé người, nợ một ai vòng tay người ôm em ai, nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn buồn, nợ những hoa người trao nơi ban công em, nợ những tiếng cười nợ lúc anh quan tâm về em, nợ em yêu đau tình yêu như thế, nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em, nợ ai đó mang đến em yêu thương ôi đông để thế giới này còn giúp em. Ai vòng tay người ôm em ai, nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn buồn, nợ nhanh hoa người chiếu nơi ban công em, nợ những tiếng cười nợ lúc anh quan tâm về em, nợ anh yêu từng đêm như thế, nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em, nợ ai đó mong yêu yêu thương đông để thế giới này. Nợ nhanh hoa người chiếu ngay ban công em, nợ những tiếng cười nợ lúc anh quan tâm về em nợ anh. Thì bạn bảo không thích thì mình bảo là không thích thì có thể không nghe, mình có nói gì sai không? Chứ mình đâu có bảo là bạn không thích thì không được. Mà nhây với ai nhây, nhây tùy nhây nhầm đối tượng rồi nha. Tôi khó tính nhất nhì cái tháo này. Tìm mai khó tính hơn tôi đi. Ôi sắp hết giờ rồi, còn 4 phút nữa. Idol sau là ai không biết. Mọi người nhấn theo dõi Liên Hoa Free vào 5 sao trên điện thoại và lên quà cho tôi nha. Bye bye em. Không, già nhất nhìn thì không hẳn đâu, nhiều người hơn tuổi mình mà. Thì khó tính thì có thể không xem. Tại sao mọi người vẫn xem được mình mà mỗi mình bạn sẽ lại kêu. Hát bài gì nhỉ? Hát bài gì còn à? Mấy phút? Bài này hát như nào? Tự bấm vào thôi, chả biết hát nào. Bài này hát nào ta? Thôi, bài này như ngày xưa Linh có hát rồi nhưng mà Linh không nhớ. Thôi, sao mà hát như kể chuyện được. Em hát nhiều quá đến mức bây giờ thấy bài nào cũng thấy chán. Hà Nội mùa thu á. Thôi để chiều nay em hát cho anh nhá, cho nó trọn vẹn. Bài này hát thế nào ta? Cứ mở thôi ấy. Chắc chắn là mình đã từng nghe rồi nha. Tình yêu cao thượng. Mẹ hát nào nhỉ? Quên hết rồi. Chết giờ. Sao đêm nay không còn sáng cho riêng đôi mình, và bây giờ khi mình đây nghe dũng chiếm đàn. Đi
phải nghe lại cái bài này. Chờ nghĩ sao mình nghe bài này rồi mà. Cần một tách cà phê mỗi ngày và châu hoa xin dòng trên cao là anh chăm lo rất nhiều. Vì khi anh buồn chỉ khóc khi thật đau. Hãy thay tôi dành tất cả cho người tôi yêu. Niềm hạnh phúc trong lòng em vẫn vẹn nguyên mãi như ngày xưa. Lúc anh trao cho em phong thư nói anh yêu em nhiều. Và ngày hôm nay đây em cầu chúc cho hai người, một người em yêu và một người yêu người em yêu. Điều gì đó trong lòng em nhớ làm cho khóe mi lệ rơi. Chưa trong tim em không hề mong anh quay về. Vì rằng yêu anh là hạnh phúc khi anh cười cùng một người tốt hơn em. Về đi anh. Hết giờ rồi. Idol sao cho lên à? Đấy bài này kiểu Linh không có một hình dung gì với bài này đúng không ạ? Nghe không nhớ nổi luôn ấy. Mãi mấy kiểu vỡ ra một chút. Toàn trù thế thôi. Idol đã lên đâu mà mọi người đã chào em vậy? Tôi yêu thương cần một tách cà phê mỗi ngày và châu hoa rừng rậm trên cao là thứ anh chăm lo rất nhiều. Cười nhiều hơn khi anh buồn, chỉ khóc khi thật đau. Hãy thay tôi dành tất cả cho người tôi yêu. Niềm hạnh phúc trong lòng em vẫn vẹn nguyên mãi như ngày xưa. Lúc anh trao cho em phong thư nói anh yêu em nhiều. Và ngày hôm nay đây em cầu chúc cho hai người, một người em yêu và một người yêu người em yêu. Điều gì đó trong lòng em nhớ thầm cho khóe mi lệ rơi. Chưa trong tim anh không hề mong anh quay về. Vì rằng yêu anh là hạnh phúc cùng người hơn em. Điều gì đó trong lòng em nhớ làm cho khóe mi lệ rơi. Chưa trong tim em không hề mong anh quay về. Và ngày hôm nay đây em cầu chúc cho hai người, một người em yêu và một người như người em yêu. Rồi, cứ việc ích kỷ xấu tính đi, cần gì phải cao thượng làm gì đúng không? Bảo thợ xây với là trộm chó. Ủa, 5:02 rồi mà không thấy idol đâu. Một người em yêu và một người yêu người. Cứ chờ đi, 30 chưa phải là Tết, cứ từ từ bình tĩnh. Nhạc tí vậy. Nhu à? Lại là Nhu à? Có đổi show trước gì không? Ok, idol lên rồi, các bạn người hẹn lại vào 3 giờ chiều nay nhá. 3 giờ chiều nay room 77 nhá, các bạn người. Mọi người lại chơi với Nhu nhá.